Chào mọi người. Đấy là cái nho hạ đen thì năm trước thì mình có cấp nhiều hơn. Năm nay thì theo tầm này bắt đầu mới có cái lứa để bắt đầu xuất thì mọi người trồng thì có thể là liên hệ nhé. Thời điểm này thì nó thì là cái thằng ưa nắng. Đấy, ưa nắng. Thường thường hầu như tất cả các loại nho thì ưa nắng và nó thì cũng thế. Thành ra là nếu những cái vùng nào mà thời tiết nó nóng thì mọi người cũng không cần phải lo quá. Thứ nhất là cho vào bầu rồi. Đấy, cho vào bầu thì cũng khá là khỏe. Đó. Nho hạ đen là một loại khá là khỏe, trừ nhiện thì cũng tốt. Ở miền Bắc thì nó là trồng đầu tiên. Đấy, trồng trước. Đấy, trồng trước xong rồi đến miền Nam. Nên là những cái khu vực ở miền Bắc thì cứ thoải mái trồng. Rất là nhiều tỉnh đã trồng hàng này. Bắc Giang, Lạng Sơn, Lào Cai, Bắc Cạn, rồi Thái Nguyên, Hà Nội nhiều. Ở miền Trung thì giờ cũng khá là nhiều và miền Nam cũng thế, giờ gần như là khá là nhiều vùng trồng rồi và nó trồng từ miền Bắc nên là nhiều người hỏi miền Bắc trồng được hay không thì đấy là giải đáp cho mọi người. Là hàng này mình đã cho vào bầu rồi, đấy, cho vào bầu khá là ổn. Đây thì có cái bầu này này, nó bật hoa luôn đây, bật đây chùm hoa luôn đây. Tầm này là đang mùa của nó này, nó hay gọi là hạ đen là bởi vì là quả nó chín có màu đen và thường chín vào mùa hạ, nó có hai vụ, một mùa mùa tầm này, này với cả là một vụ là gần Tết khoảng tháng 11. Đấy, mỗi năm là có hai vụ. Như miền Nam thì làm hai vụ nó dễ hơn. Đấy, thường thường thì miền Bắc lúc đầu trồng ấy thì cũng là hai vụ rồi, còn miền Nam thì xử lý sẽ dễ hơn. Đấy, thì việc là sâu bệnh của nó thì cũng không quá là nhiều. Nói chung là cái bản chất thằng hạ đen này cũng khá là khỏe. Còn chỉ có việc trồng chăm sóc thì mình có đã làm một số video lưu ý mọi người rồi, việc là cắt tỉa cho nó, đừng để nó vươn dài quá. Đấy, khi cành già thì nó sẽ bật hoa. Đấy, chẳng hạn như cái cành này thì nó tức là lúc cái cành của nó đã ủ cái mầm hoa rồi. Đấy, thì về sau nó sẽ bật nên sẽ khá là dễ hơn. Còn để mà tốt tươi quá thì thường nó chỉ có lá mà không thấy hoa bật. Một số người năm trước trồng, mình cấp cây của năm trước ấy, tầm này thì hình như cũng tầm này thì bây giờ đã cho hoa rồi. Đấy, cho được một số chùm hoa. Thì cây như này đấy, mình sẽ băng bó gửi đi cẩn thận cho mọi người. Thì đấy là một số cái về hạ đen này. Nó leo giàn thì giàn có thể mọi người có thể làm ở mức độ là ở sân vườn, ở nhiều ở to kiên cố hoặc là ở mức độ vừa phải cũng được. Đấy, bởi vì là khi nếu mà thường thường làm thương mại thì người ta sẽ vắt chẳng hạn như này. Khi mà giàn ở mức độ 2 giây như này thì bắt đầu là cây nó lên như này. Cây lên như này thì vắt sang như này. Đấy, vắt như này. Đấy, như thế là được, chỉ cần hai miếng như này được. Không cần phải cả cái giàn mà nó to rất là cồng kềnh hoặc là giàn hoành tráng hoặc là to. Đấy, nên là mọi người cũng linh động tùy cái kiểu mà mình có, bắt đầu là mình làm cho nó phù hợp và mình tạo tán cho nó một cách nó hợp lý và nó đủ điều kiện để phát triển và nó ra hoa là được, theo cái ý của mình nắn nót nữa. Nên là cũng lưu ý đến mọi người. Và một số cái lưu ý thì mình sẽ làm thêm những cái video sau nữa nhé. Đấy là về cái nho hạ đen.